Chắc hẳn rất nhiều người trong số các bạn đã từng ăn các loại thực phẩm đóng hộp rồi đúng không? Và bạn cảm thấy chúng có hương vị như thế nào? Ngày nay, bảo quản thực phẩm đóng hộp là một trong những phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến nhất trên toàn thế giới với khoảng 80 tỷ lon được sản xuất mỗi năm. Các loại thịt lợn đóng hộp chiếm tỷ lệ rất lớn trong ngành chế biến thực phẩm. Ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá nhà máy sản xuất thịt lợn đóng hộp nha! Nguyên liệu chính để làm thịt lợn đóng hộp tất nhiên phải là lợn. Chúng được nuôi trong các trang trại khép kín và đủ bộ béo để đủ tiêu chuẩn chế biến. Để mỗi con lợn có chất lượng tốt, cần đảm bảo hệ thống chuồng trại sạch sẽ, đủ nhiệt độ và độ ẩm cho lợn phát triển. Lợn được chăn nuôi trong khoảng thời gian 6 tháng, trung bình mỗi con lợn từ khi cai sữa đến lúc giết mổ sẽ tiêu thụ khoảng 380 kg thức ăn. Lợn sẵn sàng để giết mổ khi đạt trọng lượng 200 đến 250 pound. Việc giữ lợn vượt quá trọng lượng này sẽ làm giảm hiệu quả vì sẽ tăng tỷ lệ mỡ nạc khiến chất lượng thịt giảm. Sau khi đạt tiêu chuẩn giết mổ, lợn đưa đến các nhà máy chế biến thịt. Tại đây, chúng được thực hiện quá trình xử lý nhân đạo không gây đau đớn. Từng nhóm nhỏ lợn được đưa vào khu vực riêng và được gây mê bằng khí CO2. Người ta cũng có thể dùng điện khiến chúng bị ngất và không có cảm giác đau đớn trong quá trình tiếp theo. Dây chuyền vận chuyển di chuyển các con lợn treo trên móc vào bồn nước nóng, nước 60 độ sẽ thấm hết lông, máy trải dài sẽ loại bỏ hầu hết phần lông trên cơ thể của lợn. Phần lông còn lại sẽ bị đốt cháy ở nhiệt độ 800 độ C. Ở nhiệt độ này, mọi vi khuẩn trên da cũng bị tiêu diệt. Tiếp theo, nhân công xử lý phần nội tạng lợn, bộ phận này có thể được chế biến thành thức ăn cho chó hoặc các loài chăn nuôi khác. Nếu ở Trung Quốc và một số nước châu Á, nội tạng lợn có thể chế biến thành các món ngon. Tuy nhiên, ở châu Âu và Mỹ, họ hầu như không ăn nội tạng động vật. Một số nhà máy chế biến áp dụng hoàn toàn công nghệ hiện đại vào chế biến lợn, việc cắt thịt có thể sử dụng những chiếc cưa tự động hóa. Sau khi rửa sạch lợn, thân thịt được cắt thành hai phần bằng cưa. Tiếp theo, công nhân sẽ cắt tách các phần thịt thành kích thước khác nhau theo nhu cầu của người tiêu dùng. Phần thịt lợn sau khi xử lý cũng có thể chế biến thành thịt xông khói, xăm bông, xúc xích. Các nhà máy chế biến thịt cũng là nguồn cung cấp nguyên liệu cho nhà máy sản xuất thịt đóng hộp. Rất nhiều loại thịt đóng hộp như thịt bò, thịt gà, cá hay thịt lợn. Mặc dù rất nhiều tranh cãi cho rằng thịt lợn đóng hộp không có nhiều chất dinh dưỡng bằng thịt tươi, nhưng thực tế, thịt lợn đóng hộp mang lại rất nhiều tiện lợi cho những người tiêu dùng không có nhiều thời gian nấu ăn hay thời gian dành cho gia đình. Thịt lợn đóng hộp được chế biến bằng cách hàn kín sản phẩm trong hộp hoặc lon chứa và được xử lý bằng nhiệt để tiêu diệt các vi sinh vật gây hư hỏng. Trong các sản phẩm thịt đóng hộp vô trùng thương mại, tất cả các vi sinh vật còn sống, bao gồm cả bào tử, đều bị tiêu diệt hoặc ở trạng thái không hoạt động. Thịt lợn đóng hộp cung cấp thực phẩm chất lượng cao, giàu protein, ổn định ở nhiệt độ môi trường và rất tiện lợi. Các sản phẩm làm từ thịt có sẵn cho người tiêu dùng rất lớn và đa dạng. Đây là thực phẩm có hàm lượng axit thấp, cần được khử trùng, trừ khi áp dụng các rào cản khác, hầu hết các quốc gia đều có các quy định cụ thể về vệ sinh và thực phẩm liên quan đến giết mổ và chế biến thịt.
Về cơ bản, quá trình đóng hộp thịt bao gồm 3 hoạt động chính: đóng hộp, chiết và xử lý nhiệt. Phần lớn các loại thịt đóng hộp đều được tiệt trùng thương mại, nghĩa là chúng được xử lý tất cả vi sinh vật và hầu hết bào tử của chúng đều bị tiêu diệt. Điều này cho phép ít nhiều có thời gian bảo quản vô thời hạn trong hộp ở nhiệt độ môi trường, miễn là hộp được giữ kín. Bạn có thắc mắc những lon nhôm có đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm không, trong khi chúng kim loại và có thể bị han rỉ nếu để quá lâu? Thực tế bên trong vỏ lon được tạo chất chống ăn mòn đặc biệt phù hợp với các sản phẩm thịt và hải sản đóng hộp, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng là vấn đề quan trọng nhất. Xâm lược rừng bằng cung tên liệu có hạ gục được chúng hay không? Lực sát thương từ loại vũ khí này như thế nào để thợ săn mạo hiểm sử dụng khi săn lợn rừng? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết nào trong video ngày hôm nay để thấy được cuộc săn lợn rừng bằng cung tên diễn ra như thế nào nhé! Săn lợn rừng bằng cung tên. Khắp nước Mỹ có khoảng 9 triệu con lợn rừng hoang dã. Mỗi năm, loài này chiếm thêm khoảng 70.000 km² diện tích đất, gây thiệt hại lên tới 2,5 tỷ đô la cho đất nước này. Chúng lây lan dịch bệnh và tấn công trang trại của người nông dân. Vì vậy, người ta coi lợn rừng là loài xâm lấn nguy hiểm nhất hiện nay. Người dân thường tổ chức các cuộc săn bắn với mọi loại vũ khí nhằm ngăn chặn sự xâm lấn của lợn rừng. Ở những thế kỷ trước, người dân sử dụng cung tên, nỏ, giáo mác để tiêu diệt thú hoang. Ngày nay, sự thay đổi của vũ khí nóng mang lại lực sát thương khủng khiếp, nhưng người ta vẫn ưa thích dùng cung tên hay nỏ trong chuyến đi săn. Thợ săn có thể tiêu diệt lợn rừng bằng súng ở khoảng cách xa, nhưng dùng cung tên sẽ không thể thực hiện được điều đó. Họ phải tiếp cận con mồi ở khoảng cách rất gần. Tất nhiên, không thể gây ra tiếng động vì điều này khiến lợn chạy mất.
không có lực sát thương như vũ khí nóng, tại sao các thợ săn lại thích sử dụng cung tên trong những chuyến đi săn này? Có thể do sở thích và niềm đam mê của họ đối với cung tên hay cảm xúc thích mạo hiểm khi sử dụng loại vũ khí này để lại gần con mồi. Bạn thử đoán xem phải mất bao nhiêu mũi tên mới hạ gục được con lợn rừng này. Thật ngạc nhiên khi họ bắn hạ con lợn trưởng thành chỉ bằng một mũi tên. Phải không phục vì tài năng của người đàn ông này vì anh ta bắn một cách chuẩn xác, trúng điểm yếu khiến con mồi không thể sống sót. Vì môi trường sống hoang dã nên lớp lông và da của lợn rừng rất dày và khó có thể khiến chúng bị thương. Hơn thế nữa, chúng rất cảnh giác với mọi tiếng động xung quanh. Vì thế, việc săn lợn bằng cung tên không phải là điều dễ dàng. Nếu không có kinh nghiệm thì thợ săn sẽ không mạo hiểm đi săn bằng cung tên. Với kinh nghiệm lâu năm của mình, anh chàng này thành công hạ gục một con lợn rừng chỉ bằng một lần bắn. Bạn có biết những người thợ săn lợn rừng thường chọn loại cung nào đi săn không? Đối với một chiếc cung săn lợn rừng hoặc bất cuộc săn bắn loại động vật lớn nào khác, công suất tối thiểu cần có là 60 pound. Quả thực, cung săn phải có khả năng phóng ra một mũi tên nặng khoảng 300 gram để săn lợn rừng. Tuy nhiên, việc lựa chọn sức mạnh của cung săn sẽ phụ thuộc chủ yếu vào sức mạnh của người bắn cung. Việc lựa chọn phải dựa trên độ dài kéo, công suất kéo và mức hiệu suất mong muốn. Như vậy, uy lực của cung săn lợn rừng rất đáng quan tâm, nhưng điều quan trọng nhất là xác định uy lực phóng ra của mũi tên và thợ săn phải xác định thời điểm để hạ gục con mồi. Nhìn chung, cung ghép vẫn là cung được lựa chọn để săn lợn rừng. Nó không chỉ có khả năng điều chỉnh sức mạnh cho kiểu săn bắn này mà còn vô số thiết bị tạo điều kiện thuận lợi cho việc bắn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là độ thành thạo cung săn và rèn luyện kỹ thuật bắn của bạn. Nếu không hạ gục con mồi hay chỉ có thể làm nó bị thương thì thợ săn có thể gặp phải tình huống nguy hiểm. Lợn rừng nổi nóng và nó có thể tấn công khiến thợ săn bị thương nếu họ không kịp chạy trốn. Bạn nên nhớ rằng lợn rừng hoang dã là loài nguy hiểm và sẽ tấn công con người. Đó là một nguyên nhân người ta tổ chức các cuộc thi săn bắn nhằm hạn chế nạn xâm lấn của loài động vật này.
sau khi săn được lợn rừng, người ta sẽ xử lý như thế nào? Có thể họ sẽ tiêu hủy những con lợn này bằng cách chôn, đốt hoặc thức ăn cho trang trại cá sấu. Tuy nhiên, nó sẽ trở thành món ngon trên bàn ăn của bạn nếu biết cách chế biến. Người ta ướp thịt lợn rừng bằng các loại gia vị đặc trưng rồi đặt lên bếp nướng than đơn giản. Không thể phủ nhận rằng thịt lợn rừng có hương vị thơm ngon và hấp dẫn. Được nhiều thực khách ưa thích, bất kỳ quốc gia nào cũng đều có những người nghèo, người lang thang và một bữa thịt là hiếm hoi đối với họ. Lúc này, thịt lợn rừng được chế biến sạch sẽ, nấu chín và đem đi quyên góp, một cách xử lý hiệu quả mà không lãng phí.